Bạn nha, hôm nay nhà mình sẽ ăn món bắp bò nhúng giấm cuốn với lại rau sống bún chấm với lại mắm nêm á các bạn. Thì để làm cái món này thì mình cần có bắp bò ha. Bắp bò thì thường thường là mình sẽ dặn người ta mình mua cái bắp hoa đó các bạn. Cái bắp hoa thì nó nhỏ gọn, nó sẽ ngon hơn cái bắp này. Bắp này nó hơi to. Bắp hoa thì mình ăn mình phải dặn trước mới có nha các bạn. Thì mình ăn bắp bò thì thịt bò ít hay nhiều tùy thích mình thích nhiều thì mình mua nhiều nha các bạn. Rồi cái phần nước chấm thì mình sẽ dùng mắm nêm. Ở đây thì mình dùng cái mắm nêm của Thuận Phát nè, nhà mình thì ăn cái mắm nêm này thấy ngon nè. Mình tùy theo các bạn ha, tùy theo ở chỗ các bạn có mắm nêm gì thì mình ăn mắm nêm đó ha. Để làm mắm nêm cho ngon thì ở đây mình có khoảng nửa trái khóm. Nửa trái khóm, khóm thì mình mua nguyên một trái về ha. Mình dùng nửa trái mà cái phần chua, cái phần nhỏ ở trên đó các bạn. Cái phần chua thì mình dùng mình làm mắm nêm nha. Còn cái phần ngọt này thì để mình sắc lát mỏng ra. Rồi mình một ít mình cho vô nước, còn một ít thì để mình cuốn mình ăn sống. Thì cái phần chua đó là mình đã bầm nhuyễn ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho đường vô, mình cho lên bếp. Đây là cái chai lớn đó các bạn. Còn nhà mình ăn ít thì mình mua cái chai nhỏ ha. Mình sẽ cho đường hơi nhiều nha các bạn, tại vì cái khóm này nó chua mà cái mắm nêm nó mặn á. Mình sẽ cho 5 muỗng canh đường. Mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình bắt lên trên bếp mình xên cho cái đường này là nó tan ra, nó hòa quyện như trong cái khóm. Xong rồi mình sẽ tắt bếp, mình chờ cho nó hơi nguội lại một tí rồi mình sẽ đổ mắm nêm vô. Rồi mình sẽ trộn lên, mình sẽ nêm nếm gia vị cho nó vừa khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp. Mình cho lửa riu riu thôi nha các bạn. Rồi để nấu cái nước, dùng nước giấm mình nhúng á thì mình sẽ cần có là nước dừa. Thì nước dừa nạo, nước dừa này mình mua ngoài chợ các bạn, mua chỗ người ta nạo dừa rất là rẻ ha, như đây chắc khoảng 2.000. Rồi mình sẽ có nửa tô giấm, này là giấm ở nhà nuôi nha các bạn. Mình có giấm nuôi thì mình dùng giấm nuôi, còn không thì mình dùng giấm tinh luyện ha. Ít tỏi phi, một cái củ hành tây, trái ớt, hành lá với lại một ít khóm. Bây giờ mình sẽ xắt một ít khóm để mình cho trong cái nước nha. Ít thôi các bạn, còn cái này để lát nữa mình xắt mỏng ra mình dùng chung với rau sống á. Mình sắc lát mỏng như thế này các bạn. Còn đây là hai cái cùi khóm của cái phần khóm lúc nãy mình bầm nhuyễn, ra mình cho vô trong cái nước nước giấm luôn. Hành này mình sẽ sắc khúc. Củ hành này mình sẽ xắt múi cao lớn nha.
mình sẽ chừa lại một ít để mình sắc lát mỏng, lát nữa mình sẽ cho lên trên thịt để mình trang trí. Như đây là được rồi nha các bạn, trang trí ít thôi. Phần thịt bò này để cho dễ sắc đó các bạn, thì sau khi mình mua về mình rửa sạch xong rồi đó, mình sẽ cho vô ngăn đá tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng đó, cho cái thịt nó săn lại thì mình sẽ sắc mỏng dễ hơn nha các bạn. Thịt này mình đã rửa rồi, mình đã rửa qua với lại nước muối rồi, mình sẽ cho vô ngăn đá. Cái phần khóm mà mình sơn như thế này được đó các bạn, nó đã tan đường hết là được rồi. Mình sẽ để qua một bên cho nó nguội bớt, rồi mình mới cho cái mắm nêm vô nha. Mình không có cho vô cái lúc nó đang nóng như vậy, tại vì mình cho vô lúc nó đang nóng vậy sẽ bốc cái mùi mắm nêm lên bay mùi hết luôn. Giờ mình sẽ bắt cái nồi lên mình nấu cái nước chấm. Sẽ ăn kèm với lại bánh tráng, rau sống, chuối, chuối chát, khóm với lại bún chấm với mắm nêm. Rồi mình sẽ cho dầu vô trong nồi. Thì mình nấu với nước dừa nó sẽ ngon hơn, nó sẽ ngọt thanh hơn nha các bạn. Còn nếu mấy bạn không có nước dừa thì mình dùng nước lọc cũng được. Mình sẽ cho tỏi băm nha. Giờ sôi thì mình cho tỏi vô. Chỉ cần làm nước chấm ngon là nó ngon. Rồi mình xào khoảng 1-2 phút mình lấy khóm nó trong rồi thì mình phải cho nước dừa vô nha các bạn. Cái nước này là mình dùng để nhúng thôi cho nên là mình không có dùng nhiều nước ha. Ở đây mình dùng hỏng tới 1 lít nước dừa, mình chỉ nhúng cho cái thịt nó chín thôi chứ mình không có ăn cái nước. Sau khi cái nước dừa nó sôi thì mình sẽ cho giấm vô nha các bạn, mình sẽ cho từ từ thôi nha, tại vì mình không biết cái giấm này nó chua như thế nào đó, mình sẽ cho từ từ rồi mình nêm nếm gia vị rồi mình coi coi vừa ăn hay chưa mình mới cho thêm nha. Bây giờ mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh dừa. Hai muỗng cà phê hạt nêm. Mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên, cho cái giấm nó sôi lên. Rồi mình nêm nếm gia vị vừa ăn. Rồi mình sẽ cho hành lá, hành tây với ớt vô rồi mình tắt bếp.
Rồi khi nào mình ăn thì mình sẽ cho ra cái nồi lẩu á, rồi mình cho nước nó sôi lên rồi mình nhúng thịt vô ha. Là mình nay mình thấy nó vừa ăn rồi, bây giờ mình cho hành tây vô nha các bạn. Hành tây, ớt, hành lá. Mình cũng tắt bếp luôn. Sẽ pha cái nêm, cái khóm của mình nãy đó các bạn, nó trong thế này, các bạn sơn cho nó trong, nó tan đường như thế là được ha. Nó đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho mắm nêm vô. Mình sẽ cho trước khi cho mình lắc đều lên nha, cho cái phần lắng nó như này nè, nó xúc ra. Mình sẽ cho hết vô. Cái mắm nêm này người ta đã trộn sẵn rồi đó các bạn, nhưng mà nó sẽ hơi mặn, cho nên là khi mà mình ăn với cuốn á, thì mình phải cho nó loãng ra. Mình về mình phải pha thêm như vậy đó thì nó mới loãng ra, nó mới vừa ăn nha. Và bây giờ là các bạn tiến hành nêm, nếu mà vừa thì thôi, còn không mình cứ gia giảm theo khẩu vị gia đình của mình. Mình thấy nó còn hơi mặn đó, mình sẽ cho thêm đường. Mình sẽ cho thêm vô 1 muỗng rưỡi canh đường. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Ở trong này nó đã có tỏi ớt sẵn rồi đó các bạn, cho nên là mình không có cho tỏi ớt nữa. Còn nếu như các bạn dùng cái loại mắm nêm mà người ta bán ký á, mắm nêm mà người ta bán lẻ đó, cái chỗ bán mắm á, thì mình mua về cái đó thì mình phải cho tỏi ớt băm vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành mình sắc thịt với lại mình chuẩn bị rau. Món này rất là nhanh gọn lẹ luôn các bạn, nhưng mà ăn thì rất là ngon ha. Rồi, mình thấy nó vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi sắc thịt. Sẽ sắc lát mỏng nha các bạn. Rồi mình sẽ cho ra dĩa. Mình phải dùng con dao thật là bén để mình sắc nó mới ngon được ha. Mình mới bỏ trong tủ lạnh cũng không có được lâu nên nó chưa có đông lắm, nó hơi khó sắc. Các bạn có thời gian thì mình bỏ cho nó đông, cho nó đông hơi dễ dẻo thì mình sắc nó sẽ dễ hơn. Các bạn mua cái bắp hoa, các bạn cái bắp hoa thì cái bắp bò nó nhỏ nó gọn mà mình sắc ra đó, nó có cái vân hoa như là vân hoa vậy đó, nó rất là ngon, nó lại đẹp nữa. Nhưng mà cái bắp đó thì mình đi chợ mình phải dặn người ta mới có, tại vì trong con bò thì nó chỉ có 1-2 cái bắp hoa gì thôi à. Mình sẽ sắc mỏng như thế này nè, mình sẽ sắp ra dĩa ha. Mình sẽ sắp đều hết cái dĩa này luôn á, sắp cho nó giáp hết cái dĩa này, rồi mình sẽ cho hành, ớt và mình trang trí. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sắc chuối nha các bạn. Cái này là chuối già đó các bạn, chuối già xanh á, chuối già còn sống á. Thì mình gọt xong rồi mình ngâm vô trong nước chanh á, để chanh nó đừng có bị đen á các bạn. Cái chuối này thì mình dùng chuối già hoặc là chuối dông hoặc là chuối hột đều được nha. Mà mình gọt mình đừng có gọt sạch cái vỏ quá, mình gọt cho cái vỏ nó còn hơi xanh xanh vậy là mình ăn nó mới ngon. Giờ mình sẽ sắc lát mỏng nha.
sắc chuối thì mình sẽ thả vào trong cái một cái tô nước chanh á, để cho chuối nó đừng có bị đen các bạn. Rồi thịt thì mình cũng đã sắc xong rồi. Mình sẽ cho cái nước giấm ra cái nồi lẩu. Rồi mình bắt lên bếp rồi mình ăn với bánh tráng với rau sống bún nha các bạn. Thì mình sẽ sắc lát mỏng nha. Mình sắc lát mỏng xong rồi mình sẽ sắc lại cái thanh dài dài các bạn, cho nó vừa cuốn á, như thế này. Đã sắc xong khế chuối, xin lỗi, khóm chuối. Với lại mình đã sắc xong thịt bò, mình sắp ra dĩa như thế này. Rồi mình cho bún, rau sống. Rau sống này mình cứ chuẩn bị hai đổ rau sống ở đây nè. Thì rau sống thì các bạn thích ăn loại nào thì mình dùng loại đó ha. Rồi bây giờ mình cho mắm nêm ra chén, mình cho ớt vô. Rồi mình bắt cái nồi nước giấm lên trên bếp. Rồi mình sẽ nhúng thịt bò mình cuốn mình ăn ha. Cái món bò nhúng giấm của mình ở đây là xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cũng như là để lại comment góp ý cho mình để mình làm những cái video sau được tốt hơn đó. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.